Lee Jong-gun ly dị. Hai diễn viên Hàn Quốc Lee Jong-gun, Jo Eun Hee ly hôn sau 3 năm cưới. Ngày 28 tháng 5, đại diện công ty quản lý của Eun Hee cho biết, vợ chồng ra tòa giải quyết thủ tục hôm 22 tháng 5. Chúng tôi rất tiếc về tin tức không tốt đẹp này. Xin lỗi những người từng chúc mừng khi họ kết hôn, đại diện của Jo Eun Hee viết. Trên trang MT, một người bạn của đôi vợ chồng nói, họ có quá nhiều điểm khác biệt và đã suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định chia tay. Jo Eun Hee được quyền nuôi con. Hiện hai diễn viên đang thỏa thuận vấn đề phân chia tài sản. Ngay giữa thời điểm này, duyên tình cũ của nam tài tử chuyện tình Paris bị réo gọi gắt gao, nguyên nhân là vì chuyện chia tay rầm rộ và gây tranh cãi lớn 3 năm trước. Đáng chú ý hơn cả là phản ứng của netizen Việt trước thông tin này, vui mừng thì nhiều, buồn bã thì ít, đa phần fan duyên đều vào ném đá, cặp đôi diễn viên này. Cụ thể tháng 1 năm 2017, Lee Jong-gun và duyên xác nhận chia tay. Tháng 2 năm 2017, Lee Jong-gun tuyên bố hẹn hò nữ diễn viên Jo Eun Hee. Và đáng nói vào tháng 5 năm 2017, tức chỉ 4 tháng sau khi chia tay Jeon, nam tài tử này đã tuyên bố kết hôn với tình mới và thậm chí sốc hơn là chuyện Jo Eun Hee đã mang thai. Lúc này, Lee Jong-gun trở thành tâm điểm chỉ trích vì chuyện cưới chạy bầu, nghi vấn lén lút qua lại với Jo Eun Hee khi vẫn còn chưa chia tay Jeon. Tháng 12 năm 2017, Jo Eun Hee hạ sinh con gái đầu lòng. Con gái họ năm nay 3 tuổi. Lee Jong-gun 40 tuổi, từng đóng các phim chuyện tình Paris, Hoa Thủy Tinh, Tìm Lại Nụ Cười, Người Cha Tuyệt Vời. Anh từng hẹn hò các diễn viên Kim Min-jung, Han Ji-hee, Cha Ye-ryun. Jo Eun Hee 38 tuổi, từng đóng Gia Đình Chồng Tôi, Nai, Bốn Chàng Thợ May.